Rồi, hello, xin chào mừng anh chị em đã quay trở lại với một kênh Minh Khuê. Hôm nay Minh Khuê xin gửi tới anh chị em video xử lý em máy in này, là em máy in Canon 2009. Em nó bị tình trạng lỗi đã. Giờ tôi mở máy tính lên, in thử xem nào. Em Canon 2009 à. Đây nha anh em. Tôi ra lệnh in này. Đó. Nhăn nhúm một mực hỏng. Và ngoài ra nó có một cái tiếng kêu rất to khi mỗi khi một cuộn cuộn giấy lên. Đó. À, bây giờ chúng ta cùng tiến hành xử lý nhé. Tháo ra thăm khám xem bị lỗi cái gì. Đây, bản đen như này thì do trống thôi, trống ra. Đây. Con ăn chưa Minh? Con ăn chưa? Con ơi con ăn đi nha, tranh thủ ăn đi, ăn sớm. Đấy, bánh mì mẹ nấu mẹ để ở bàn đấy, ăn đi nha. Con xuống bố chở đi học nha. Tháo em cân 29 thì có rất nhiều video tôi hướng dẫn rồi. Sau ra là xong thôi. Đây, tháo hai con ốc này, nó cậy đấy. Nó cứ ra này. Nó có cái hết rồi mà, nó có vị trí hết rồi. Em này nhìn rất mới mà. Anh em nhìn tròn hết này. Anh em dọn cái này xuống này. Dọn cái này xuống nhá. Đó. Bên này một con nữa này. Và cái này là để khóa báo mực nữa. Em này là khách hàng gọi điện báo là nó chập chờn, nghĩa là lúc nó nhận được hộ mực, lúc nó không nhận hộ mực của khách là vẫn còn
có nhiều khách hàng là bị gãy cái tai này, nó sẽ không nhận, nhưng mà của khách hàng là vẫn còn tai, nên là chúng ta không xử lý cái này nữa mà chúng ta kiểm tra đây. Đây anh em nhìn này, cái này nó bị bung rồi. Đấy. Sau khi tôi gá vào được rồi thì đã chuyển ra cái này vệ sinh. Sấy ép vẫn còn rất tốt. Con ăn xong chưa? Ăn xong thì mới đi học được chứ. Thank you.
cho em máy thổi, em ấy thổi cho nó sạch đi là xong. Đây anh em, tôi dùng cái con máy này và tôi bụi đi lên nè, nó sạch. Tôi ghế chả vô tí. Đấy. Anh em để ý hộ tôi nè. Nếu mà có trường hợp mà nó không không nhận mực ấy, đây chỉ còn mỗi cái sensor đây. Khi mình cắm vào nó bật lên này, khi mình cắm vào đây, nó đẩy cái này lên, nó chạm vào đây thì là nó nhận mực. Còn nếu mà không, nó cứ như này là nó sẽ báo nó không nhận mực này. Con chưa ăn sáng à? Hả? Không ăn là đói đấy, đói không được đâu. Đói là con chữ nó chạy ra khỏi đầu. Nên cháy chủ nên ăn vài miếng đi nhé. Rồi lấy một cái. Hả? Đã ăn miếng nào rồi mà bố tôi ăn vẫn luôn nguyên. Cần một lên mỗi kiểm tra không? Nên lấy cái bánh ở trên đấy mà ăn. Còn cái khác không? Ít cát còn không? Nên đấy em ăn, nên đấy. Đã lấy ăn rồi. Chưa, bố chưa cho mà đã lấy ăn rồi. Hay nhờ, chị nhờ. Kia có kẹo cà phê nhờ. Lấy ăn đi nha đi. Đại bố. Nó xong này thì đi. Đó, tình hình em này chỉ có mỗi một cái lỗi khách báo là nó không nhận mực. Em khi về đây là đã lắp vào là đã nhận mực rồi. Đó. Và cũng đã chơi dẫn cho anh em cái cách xử lý cái lỗi là máy không nhận mực. Nguyên nhân chỉ ở con sensor đấy thôi. Đó.
tiến lại. Đây nó có công tắc này, anh em phải chèn nó vào này. Che cứ cái lại không là là in ra sẽ bị trắng. Còn cái này là phòng chống với lại cái thẻ vết gạch này, phải báo khách hàng đồng ý lấy, chúng tôi mới tiến hành xử lý. Rồi bây giờ còn cái đoạn nắp vỏ thì chắc là anh em cũng xem nhiều video của tôi rồi, chắc là cũng không có gì là khó khăn đúng không? Rồi, tôi cũng xin được tạm dừng video tại đây. Nếu mà anh chị em thấy video hay ý nghĩa thì xin vui lòng cho một đăng ký kênh cũng như là một like để ủng hộ tinh thần tôi có thể ra được nhiều video hơn để phục vụ cho anh chị em trong quá trình sử dụng cũng như là sửa chữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.